Đi đâu vậy anh? Đi kiếm gì vậy? Có mít chín cái gì ăn. Thơm thơm mùi mít nè. Cái đó mình mổ nè nha. Ồ, nghe mùi thơm ghê luôn á. Em leo lên. Trời ơi, trời hay quá à. Thơm quá. Ôi, trời hay thiệt á trời. Trời hay thiệt. Thôi, ăn cái đồng tiền hả? Ý. Này kìa. Trời hay thiệt á. Bỏ mình ăn luôn ha. Trời ơi, nó thơm. Nó thơm quá à. Nó đã gì đâu luôn. Nó mất cái mỡ luôn. Ồ, thịt nè. Cái muối này muối không có sơ luôn. Ồ, thịt toàn là thịt thơm các bạn ơi, không thấy được cái sơ mít luôn á. Nè. Có xuống xíu. Ôi, thịt không luôn. Sơ có miếng luôn á. Ồ, cái mít này ngon quá ngon à. À. Cái này đi vừa. Đi vừa được cái mít ngon quá. Nè, mũ kìa. Nè, mũ kìa. Mũ lắm nha, cẩn thận nha. Mét gì mét dữ chưa? Hả mét dữ chưa? Ôi đã gì đâu luôn á. Nó thơm gì đâu luôn anh ơi. Em thấy toàn là mít không luôn á, không có miếng sơ rồi luôn trời. Dạ. Thử coi nó ngọt không? Mũ này nè. Nó ngọt gắt luôn á mà nó thơm cái mùi như dầu dầu chuối hả? Nó thơm thơm, nó ngọt gắt luôn. Con ăn thử đi cha. Rồi cha chùm dính mũ mắt à. Wow á. Ồ cái sơ nó đỏ nè. Nay cà vườn ăn được cái mít ngon thật chứ. Ừ, mít sợi. Trời nhà nha. Mít ngon. Ôi, nãy giờ quay ha mà nhìn thấy thèm ghê luôn á. Cho miếng ai. Mở bàn mít nè. Nha. Qua đây. Quăng mít nè. Là ôi nha. Mời cái nhà quăng nha. Trời ơi. Nhìn nó tràn ướng luôn. Đã đâu mà thơm. Ngọt thiệt luôn. Quá là thơm luôn. Cái màu đỏ vàng tươm đó. Vàng mà đỏ lên chỗ này nè nó mới ngọt, nhưng mà cái mít chín mà cái muối nó chấm chấm mít mét ăn lịch nhất. Quanh mình trồng nha, có mít cái này đi không biết ăn muối không vậy. Ngon không tay mũ nó dính mắt. Nhà cái lông mi nó dính kìa. Em nguyên cái chỗ này nó cái chịch luôn à. Em lao một cái thành chét mít một mắt anh đi. Đó à. Chét, bà dính con miếng mà chét thêm nhiều đi. Ngon không? Ngon heo. Ngon không? Heo mít mà, ngon không? Heo con á. Con tưởng heo kêu con ngon con heo. Có gì ngon luôn cả nhà. Ngon ơi, ngon gắt luôn. Ở đó có trái mận lồng kìa. Trái mận lồng. Cái nhãn lồng. Con mua mít bự rồi. Ăn cái sơ cũng ngon đó anh. Ngon cay luôn á. Ba ăn. Ngon gì đâu. Ngon ra. Hết sức cái mua mít luôn. Em đi tưới nghe là em thấy nó ghi rồi mà nó chưa thơm lắm.
thấy mụn đó. Thôi vậy đụng vô. Ngon quá. Mình nghĩ là cỡ 2-3 ngày nữa cái bắp này mới chín. Cái chiều là nó chín luôn các bạn. Nãy cái mít của nhà chồng á. Ngon hơn. Vậy hả? Ngon hơn mít mua phải không? Tại vì mít ở nhà chồng không có tống tiền, bởi vì ăn ngon hơn mít mua. Phải không? Ăn ngoài ruộng nó ngon. Đúng rồi, ăn ngoài ruộng nó ngon hơn. Trời ơi, tay biết cứ gã ngoài ruộng nó ngon hơn hả tay? Ăn nữa. Ừ. Thầm mũi vô mắt rồi. Có không? Sao gỡ ra giùm tay mà. Nó phải trơn trơn như vậy. Căng á. Ừ. Nó sao chứ? Cái buộc mít nó vậy đó con. Ngon quá. Mà thịt cái xương giờ chết, chết biết tay vô ruộng. Cả nhà thấy nhìn đá không? Nó to là to luôn. Cái sơ mình cũng ăn được nha cả nhà. Rồi xong. Rồi xong chỉ xương vậy rồi. Cái gà mít này vô mùa nghịch đó bạn ăn nó ngon. Tại vì mùa nghịch nó ít trái. Mà cái nó đầu nó đủ giống phần là... cái nó muối này nó bự bự. À cái này nó ngon. Những cái tinh hoa nó đều dồn vô chứ mít này hết trơn các bạn. Cái này chua chua vậy. Nó không có anh em chen lấn độc nhất vô nhị trên cây có mình nó là bởi vì cái gì nó hấp dẫn vô luôn đi. Ngọt lắm. À nó xuống chết. Đi mà cũng không đi như cái ghế nữa chạy. Mấy đứa con mình còn ngại lắm các bạn, không cảm nè. Bé hết nói chuyện. Mình lớn ha, mình lanh lẹ hơn nó một chút. Nó chỉ được nhiều. Không ăn nữa đâu. Nó ăn không biết ngon dở nhưng miếng ăn là được. Không phải. Con nó cũng thấy ngọt mà nó cũng không biết nói làm sao. Cái nào mà ngon á là nó ăn dữ lắm luôn. Nó đâu nói. Hết cái đó. Nào mà dở hay là nó bỏ xuống đi mất tiêu rồi dễ gì. Nó mới nó sửa khô của mặt. Mít nhìn quá trời thịt luôn. Nhìn không thấy sơ luôn. Thịt không luôn. Ừ, ba cả nhà nha. Nhưng là cả nhà những video sau mình mà có trái cây nào ngon tốt là mình sẽ quay cho các nhà mình xem nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha, tên gì nhà quê vlog. Ngon quá.